màn trình diễn của Ronaldo trước Serbia vòng loại World Cup 2022, Bồ Đào Nha được đánh giá là ứng cử viên số 1 chân nuôi nhất bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, vị trí đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau. Nhưng trận thua ngược 1-2 trước Serbia ngay trên sân nhà ở lượt cuối đã khiến ra dân châu Âu mất ngôi đầu và phải đá bay ốt tranh vé dế. Sau trận đấu đó, camera đã bắt được cảnh huấn luyện viên Fernando Santos đi vào khu vực giữa sân để ăn của các cầu thủ Bồ Đào Nha và tiến đến bắt tay Cristiano Ronaldo, nhưng bị cầu thủ 36 tuổi xua tay và thể hiện bằng khuôn mặt tức giận. Hành động đó của y khiến đấy lên nghi ngờ nội tình tuyển Bồ Đào Nha bị rạn nứt. Theo kết quả bốc thăm mới nhất, Bồ Đào Nha sẽ đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt một vòng bay ốt. Nếu thắng, Selecai sẽ phải đấu Italia hoặc Bắc Macedonia để tranh một vé dự World Cup năm sau. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ rất khó khăn dành cho Ronaldo và các đồng đội. Về phía huấn luyện viên Fernando Santos, ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha dù không thể giúp nhà vô địch Euro 2016 giành vé trực tiếp dự World Cup 2022. Dẫu vậy, nhà cầm quân 67 tuổi tuyên bố rằng ông sẽ từ chức nếu ra dân châu Âu không thể đến Qatar vào năm sau, đồng thời bác bỏ mâu thuẫn với Ronaldo. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Fernando Santos nói, tôi không tin rằng chiến thuật của mình đã lỗi thời. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ronaldo cũng hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Ngày chúng tôi không đạt được mục tiêu, tôi sẽ từ chức. Cho đến nay chúng tôi vẫn luôn đạt được mục tiêu của mình. Kết quả bốc thăm các cặp đấu vòng bay ốt World Cup 2022 khu vực châu Âu, bảng A cốt Lan ở trai đe xứ Gleck án bảng bờ Nga Ba Lan Thụy Điển chờ xét bảng cờ Italia Bắc Macedonia Bồ Đào Nha Thổ Nhĩ Kỳ.